Hello, xin chào toàn thể chị, chào mừng anh chị trở lại với kênh Ichimoku Stock. Tôi là Nhất Ichimoku, hiện tại tôi là trưởng phòng tư vấn đầu tư công ty chứng khoán VBS. Chào mừng trở lại với chương trình sau tổng kết sau phiên giao dịch ngày hôm nay để chúng ta cùng nhau chia sẻ về góc nhìn thị trường ở trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để cho anh chị có thêm những góc nhìn về thị trường một cách khách quan nhất anh chị nhé. Anh chị theo dõi livestream thì anh chị nhớ giúp em Nhất một like cũng như là bình luận thả tim giúp em Nhất ở bên dưới cái phần mô tả cũng như là top chat anh chị nhé. Ok, hôm nay một cái phiên tương đối là tuyệt vời thì em Nhất cũng chia sẻ anh chị vào thứ ba thì có buổi họp của phòng môi giới tư vấn đầu tư VBS, cho nên là em Nhất xin phép là off live stream nhưng vẫn làm những video để chia sẻ anh chị góc nhìn ở thời điểm hiện tại, đặc biệt là những cái vị thế cổ phiếu tiềm năng trong giai đoạn tới anh chị tham khảo anh chị nhé. Anh chị theo dõi nhớ giúp em Nhất một like nhé, thả giúp em Nhất một quả tim ở bên dưới để đồng hành cùng em Nhất và ủng hộ cho team trên kênh anh chị nhé. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Ok, phiên ngày hôm nay là cái phiên tương đối tuyệt vời. Về cả kịch bản trong ngắn hạn, trung hạn thì nó cũng đang đi theo tương đối đúng hướng mà Nhất cùng anh chị chia sẻ với nhau xuyên suốt trong thời gian vừa qua, cả về những vị thế ở trong trung hạn, cả về những vị thế VN-Index ở trong ngắn hạn. Đó anh chị, nó lình xình tích lũy trở lại này, đi theo đúng cái hướng mũi tên mà chúng ta chia sẻ trong giai đoạn vừa qua. Nói chị, đó là yếu tố tích cực ở trong ngắn hạn cũng như là mở ra cơ hội ở trong trung dài hạn trong giai đoạn tới này nhá. Cho nên cái vùng này là vùng rất quan trọng cho anh chị vị thế trong trung dài hạn trong thời gian tới. Vận động VN-Index trong phiên ngày mai là tương đối tốt thì chúng ta đi qua về diễn biến của các nhóm ngành cũng như là kịch bản của thị trường này chị nhá. Ok, như vậy thì kết phiên ngày nay VN-Index đóng cửa 1.105.9, tăng 12,3 điểm, tương đương với 1,13%, với 355 mã tăng, 142 mã giảm, 68 mã tham chiếu, thanh khoản là 9.000 tỷ. VN30 đóng cửa 1.117.1, tăng 10,2 điểm, tương đương với 0,93%, với 26 mã tăng, 1 mã giảm, 3 mã tham chiếu, thanh khoản 3,1.000 tỷ. Hà Nội Index thì đóng cửa xanh 2,6 điểm, tương đương với 1,16%, thanh khoản là 1,2.000 tỷ. Upcom đóng cửa xanh nhẹ 0,29 điểm, tương đương với 0,32%, thanh khoản là 374 tỷ. Như vậy tổng thanh khoản trên tất cả các sàn phiên ngày hôm nay đạt 12,1.000 tỷ. Một cái phiên mà biên độ tăng giá tương đối mạnh nhưng mà cái thanh khoản nó vẫn còn hạn chế, đó là cái yếu tố anh chị còn lưu ý trong giai đoạn hiện tại. Tuy nhiên thì trong cái vận động phiên ngày hôm nay, cái tác động tích cực nhất đến với thị trường là hai nhóm cổ phiếu trụ là banh và bất động sản có cái yếu tố bật hồi tích lũy tích cực ở trong ngắn hạn, cho thấy cái đà giảm ở trong ngắn hạn nó đang yếu và có lực cầu bắt đáy gia tăng trở lại trong vòng tầm khoảng 2 đến 3 phiên gần đây. Về nhóm ngành ngân hàng thì phiên ngày mai giúp cho VN-Index tăng 6,3 điểm, đặc biệt là đến từ một số như cổ phiếu trụ như Vietcombank, BIDV đấy vậy. Tiếp đến là bất động sản là giúp cho VN-Index tăng 1,1 điểm, dịch vụ tài chính là 1 điểm, hóa chất 0,8 điểm, xây dựng vật liệu 0,7 điểm, bán lẻ, bia đồ uống, dầu khí, viễn thông cố định, vân vân, lan tỏa sang các nhóm ngành khác hồi phục ở trong ngắn hạn. Đây là tín hiệu tích cực ở trong ngắn hạn. Tuy nhiên ở trong trung hạn chúng ta vẫn phải lưu ý một chút, thì một lát nữa chúng ta sẽ đánh giá về cơ hội ở trong ngắn trung hạn trong giai đoạn tới anh chị nhé. Trước tiên là chúng ta tổng kết về cái diễn biến của thị trường phiên ngày hôm nay đã. Những cái cổ phiếu mà có cái sự biến động mạnh trong phiên ngày hôm nay thì đầu tiên là cổ phiếu SHS là tăng 0,6%, VIX tăng 2,1%, DIG tăng 6,2%, SSI tăng 1,5%, DXG là tăng 4,7%, GEX 3,9%, VND 1,8%, SHB tăng 2,9%, STB tăng 1,3%, Novaland tăng 2,6%, Shell tăng 3,4%, C2I tăng 2,9%, HD Bank tăng 0,3%, Hoàng Gia Lai 0,1%, HHV tăng 3,7%, EIB tăng 3,1%. Đó, một số cổ phiếu là diễn biến nó phím anh chị giai đoạn vừa qua là tăng tương đối là tốt này. EIB này, đúng không? C2I này, đúng không? Một số các cổ phiếu khác nữa. Đó. Thì phiên ngày hôm nay thì trên thị trường là vẫn có sự phân hóa, mặc dù thị trường bật tăng 12 điểm nhưng không phải nhóm ngành nào nó cũng bật tăng. Đó. Đó anh chị. Đâu đó là phiên ngày hôm nay mạnh nhất là hai cái nhóm ngành là bất động sản và ngân hàng, và một số cổ phiếu của nhóm ngành khác như đầu tư công cũng như là dịch vụ tài chính chứng khoán. Đó anh chị.
Rồi chúng ta đến với diễn biến của tình hình thế giới nhé. Đó, đây cũng là cái yếu tố mà anh chị cần lưu ý ở trong cái vị thế ngắn hạn và trung hạn trong giai đoạn tới. Đó, tình hình về diễn biến thị trường thế giới là vẫn đang trên kênh tích lũy tương đối ổn định trong trung hạn. Đó, anh chị nhìn về khung đồ thị tuần thì hầu hết các cái chỉ số của nền kinh tế lớn ở trên thế giới đó vẫn đang trong một cái biên tích lũy ở trong trung hạn. Đó, vùng hỗ trợ trong ngắn hạn thì vẫn đang trung hạn thì vẫn đang giữ được. Dow Jones cũng vậy. Đó, trên kênh tích lũy ở trong trung hạn. Đó, rồi diễn biến thị trường chứng khoán Nhật cũng vậy, trên kênh tăng trong trung hạn. Nhưng cái yếu tố nhịp này này nó vẫn còn khó khăn khả năng tác động đến tâm lý nhà đầu tư, mà dòng tiền giai đoạn hiện tại là vẫn rụt rè. Là diễn biến điều chỉnh, nhịp điều chỉnh của ba cái nền kinh tế lớn ở trên thế giới này. Đó. Đó, là Nikkei thì đang trên nhịp test lại cái vùng hỗ trợ này. Đang trên đà giảm, hôm nay bật tăng 0,2%. UK 100 của Anh cũng vậy, đang trên nhịp test lại đáy, hôm nay mới bật tăng hồi 0,18%. Dow Jones này đang nhịp test lại đáy tương đối căng nhé. Nếu giả sử như những cái thị trường này mà nó mà chỉnh trong ngắn hạn, nó là yếu tố sẽ thận trọng đối với dòng tiền ở trong ngắn hạn giai đoạn này. Đó, dòng tiền nó sẽ rụt rè hơn ở trong ngắn hạn. Đó là cái yếu tố mà lát nữa chúng ta sẽ đánh giá về cái vị thế mua bán đó, để làm sao mình vừa thuận lợi ở trong ngắn hạn, vừa thuận lợi ở trong trung hạn giai đoạn tới anh nhá. Rồi, ok, đó là về diễn biến các cái nhóm ngành cũng như là tình hình thị trường thế giới cũng như là các vận động các nhóm ngành trong giai đoạn hiện tại anh nhá. Rồi, về VN-Index ở trong trung hạn đi. Cái kịch bản trong trung hạn mà cũng chia sẻ anh chị giai đoạn vừa qua ấy, thì về cơ hội mà VN-Index tạo đáy ở trong trung và dài hạn thì nó đã tạo đáy được tầm khoảng 10 đến 11 tháng rồi. Nói chị tích lũy quanh đáy này, bật tăng này, một nhịp tương đối mạnh tầm khoảng 10 đến 11 tháng thì giai đoạn này nó đang là giai đoạn tích lũy trở lại trên kênh trung hạn. Đó. Tương tự đối với diễn biến của VN-Index nhịp này thì lý do đối với VN-Index tạo đáy đến từ một số yếu tố. Cái thứ nhất là về tình hình thị trường thế giới nó vẫn đang ổn định, về cái sự tác động quá xấu đến VN-Index ở trong trung hạn thì không có gì là đáng lo ngại về cái cơ hội là tạo đáy và mất cái kênh tăng trong trung hạn như thời điểm hiện tại. Nói gì đó, kết thúc xu hướng giảm, bắt đầu một xu hướng tăng và tạo đáy đi lên, lực cầu thanh khoản gia tăng tốt, nhịp điều chỉnh tích lũy trở lại thì giai đoạn này mới là tích lũy rồi. Nói gì, yếu tố đầu tiên là về diễn biến thị trường thế giới vẫn đang tương đối ổn định, chưa có gì đáng lo ngại thì chúng ta cần bám sát thêm ở trong ngắn hạn. Yếu tố thứ hai ở trong giai đoạn hiện tại là hầu hết các nhóm ngành cổ phiếu trụ nó đã tạo đáy và lực cầu thanh khoản gia tăng tương đối tốt xuyên suốt trong vòng 10 đến 11 tháng vừa qua. Giai đoạn này gặp cản thì tích lũy trở lại, đúng không? Chúng ta có đồng ý với nhau về cả các cái nhóm ngành chiếm tỷ trọng vốn hóa lớn như ngân hàng, bất động sản hay là những cổ phiếu tập trung như chứng khoán, dầu khí, thép, vân vân, đầu tư công, nói chuyện đó thì kết thúc xu hướng giảm thì bắt tiếp tục cái kênh tăng rồi, nói chuyện nhịp này thì sau 10 tháng thì tích lũy trở lại. Dịch vụ tài chính chứng khoán cũng tương tự như vậy, đó tạo đáy đi lên rồi, đúng không ạ? Đó vẫn duy trì được kênh tăng nhé. Nhịp này nó tăng mạnh trong giai đoạn vừa qua tăng mạnh quá 300-500% thì nó điều chỉnh tích lũy là điều hoàn toàn bình thường trên một cái kênh tăng trong trung hạn. Bất động sản thì cũng vậy, đúng không chị? Đó, đối với cổ phiếu bất động sản thì nó cũng tạo đáy được 10 đến 11 tháng rồi, đúng không? Nếu anh chị nhìn những cổ phiếu Midcap và Penny anh chị sẽ thấy là rõ ràng hơn về kênh tăng. Nhìn về chỉ số phần nào đấy nó phản ứng với các cái diễn biến của các cổ phiếu trụ như Vinhome, Vic, Novaland. Đó, giai đoạn này thì nhìn chỉ số thì hơi ghê, nhưng nếu nhìn trên kênh tăng cũng như là cơ hội tạo đáy các cổ phiếu Midcap, Penny thì nó đã tạo đáy hết rồi. Đúng không anh chị? Tạo đáy hết rồi thì quay trở lại đối với diễn biến các nhóm ngành thời điểm hiện tại thì nó vẫn đang duy trì trên kênh tăng trong trung hạn. Nhịp này là nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn sau một khoảng thời gian tăng mạnh. Đó, tầm khoảng 11 tháng, nhiều cổ phiếu nhóm ngành thép hay bất động sản hay là nhóm ngành chứng khoán nó bật tăng được 100-200%, thậm chí chứng khoán nó bật tăng 400-500% tùy từng cổ phiếu. Nói gì? Cho nên là giai đoạn ở trong trung hạn nó cần thêm thời gian để tích lũy trở lại. Thì đi lên nó bền vững hơn, nói gì? Đó, như nhóm ngành dịch vụ tài chính như chứng khoán cũng vậy, nó tích lũy trở lại đi lên nó bền vững hơn. Đó, như vậy thì về yếu tố ở trong trung hạn, nói gì trung và dài hạn thì cái cơ hội tạo đáy thị trường vẫn tương đối sáng, vẫn giữ được vị thế, đúng không? Đặc biệt là cái nhịp điều chỉnh này về đến quanh cái vùng hỗ trợ mạnh trung bình về chỉ số của VN-Index trong vòng 1 năm gần nhất là quanh cái vùng mà cái gì đây
quanh cái vùng 1085. Thì đây là cũng là cái vùng mà Nhất chia sẻ cho anh chị trong giai đoạn vừa qua, đây là cái vùng nó có khả năng đảo chiều về xu hướng ở trong ngắn hạn. Đó anh chị. Đó, như vậy thì kênh tăng trong trung hạn, cái nhịp vừa qua VN-Index chạm cản trung hạn này, đó, chạm cản trung hạn này quanh cái vùng Kijun này mà Nhất chia sẻ anh chị 3 tháng vừa qua là vùng này là vùng nguy cơ điều chỉnh hoặc tích lũy trở lại trong trung hạn. Đó anh chị, là vùng nguy cơ rủi ro cao hơn là cơ hội. Đó anh chị. Đó. Rồi, tiếp đến là sau cái nhịp mà chạm cản trung hạn này, đó, điều chỉnh tích lũy trở lại thì vùng này là cái vùng cơ hội trong trung dài hạn tiếp theo, tương tự như trong cái giai đoạn này. Đó. Tương tự như trong giai đoạn này. Đó anh chị. Cho nên vùng 1085 cộng trừ trong giai đoạn này là cái vùng cơ hội trong trung hạn tương đối sáng. À, ngắn hạn thì nó chưa kết thúc cái nhịp giảm. Đó, trong 2 tuần gần nhất thì nó rút chân lên như này là cũng yếu tố tích cực ở quanh vùng hỗ trợ ở trong trung hạn rồi. Tuy nhiên cái vùng này nó là vùng khả năng là đâu đó là rung, vẫn còn rung lắc trong giai đoạn này. Đó, vẫn có nguy cơ rung lắc trong giai đoạn này. Bởi vì kết thúc cái cây nến tuần này chưa có một cái nến nào đâu đó là đủ mạnh mẽ để kéo VN-Index tích lũy lại quanh cái vùng tầm khoảng 1160, 1170. Nhưng trong ngắn hạn đang có tín hiệu. Đó, trong ngắn hạn đang có tín hiệu mà lát nữa chúng ta sẽ phân tích về cái cơ hội ở trong ngắn hạn này. Đó, nó sẽ tạo một cái cây nến bật tăng vào kết thúc cái tuần này thì đâu có cơ hội, nó là rất sáng. Đó, cơ hội nó là rất sáng. Nhưng với nhìn vào cái vị thế này, anh chị vẫn đánh, vẫn đâu đó lên lưu ý rằng là nếu giả sử cây nến này nó không hoàn thành một cây nến bật tăng lên phía bên trên thì cái khả năng rung lắc là vẫn còn. Đó, cho nên đối với vị thế trung hạn giai đoạn này, anh chị anh chị nhặt bình tĩnh thôi, nó nhặt chậm thôi, không nhất thiết là phải nhặt ồ ạt trong giai đoạn này, để tránh đâu đó là thị trường nó lắc cho một vài phiên, là một vài nhịp, là đôi khi là những cái điểm mua trong ngắn hạn lại phải mua lại. Đó, mua lại trong ngắn hạn này nhá. Ok, vùng này là vùng tương đối là tích cực ở trong trung dài hạn rồi, vùng thuận lợi nhất, khả năng là vùng thuận lợi nhất cuối năm 2023 và sang năm 2024. Đó, cộng trừ quanh những tầm khoảng 1085. Đó, có khả năng là lệnh trình rung lắc quanh vùng này, đó là yếu tố thận trọng trong ngắn hạn. Về yếu tố ở trong ngắn hạn, thị trường thanh khoản vẫn thấp. Cái thứ hai, về yếu tố thị trường thế giới vẫn đang tương đối căng thẳng. Yếu tố thứ ba là về tỷ giá thời điểm hiện tại là đang tương đối khó. Đó, tương đối khó khăn đối với thị trường. Đó anh chị. Tỷ giá liên tiếp là đâu đó là tiếp tục là phá đỉnh. Cho nên là cũng là những cái khó khăn ở trong ngắn hạn có thể diễn ra. Đó. Nhưng mà những cái nhịp và khó khăn trong giai đoạn này là cơ hội trong trung dài hạn. Đó. Giai đoạn trước ở quanh vùng này thì em Nhất chia sẻ anh chị. Đó. À, thị trường đang giai đoạn là đâu đó hưng phấn. Cho nên là đôi khi là có một cái yếu tố vĩ mô nó thay đổi một cái thì niềm tin nó đã mất thì giá nào cũng có, đúng không? Cho nên là cái vùng này là cái vùng không phải là cái vùng thuận lợi để nhặt trong trung dài hạn, vùng nguy cơ rủi ro nhiều hơn cơ hội. Đó, cho nên là vùng này không phải vùng nhặt ở trong trung hạn, đúng không anh chị? Đó, cơ cấu lại cổ phiếu yếu kém, tối ưu hóa lợi nhuận, hạ bớt tỷ trọng trong giai đoạn này. Đó, thì những nhịp rung lắc điều chỉnh như này nó mới là cơ hội trong trung dài hạn lớn anh chị nhá. Còn vùng này không phải vùng cơ hội lớn. Anh chị. Rồi, ok, vùng hiện tại về trung dài hạn có rung lắc điều chỉnh là cơ hội lớn nếu mà nhìn vào cái biểu đồ trong trung hạn này nha. Rồi quay trở lại với vị thế của thị trường ở trong ngắn hạn. Anh chị. Như vậy thì đây là cái kịch bản mà em Nhất vẽ cho anh chị tầm khoảng 3 đến 4 phiên vừa qua. Đó anh chị. Sau một cái tín hiệu về phân kỳ RSI ở trên khung ngày, đúng không? Điều chỉnh về vùng hỗ trợ trung hạn là 1085 và tín hiệu phân kỳ RSI ở trên khung đồ thị ngày là tín hiệu cho cơ hội động lực hồi phục trở lại một nhịp ở trong ngắn và trung hạn. Đó, như vậy thì cái tín hiệu này nó xuất hiện khi mà cái cây nến của phiên ngày hôm 20 tháng 10, đúng không? Phiên 20 tháng 10 là cái phiên mà đâu đó là anh em hay nói là tặng quà chị em ấy. Đó. Đó, nó có lực cầu tương đối tốt bởi một số nhóm cổ phiếu trụ như cổ phiếu nhóm ngành bất động sản này, cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng này, một số cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán này là yếu tố tích cực. Đó, cho cơ hội động lực bật tăng và đảo chiều ở trong ngắn hạn. Đó. Như vậy thì sau một cái nhịp mà hồi phục lên, thời điểm hiện tại là 3 phiên hồi lên rồi. Đó. Rung lắc thì cũng vẫn chưa có gì đáng lo ngại, khi nó vẫn giữ được quanh vùng đáy thì cái thế phân kỳ RSI nó vẫn duy trì được. Đó anh chị. Rồi, tiếp đến là cái cơ hội này, đó, cái cơ hội mà chúng ta chia sẻ nhau tầm khoảng 3 4 phiên vừa qua là cơ hội quanh tầm khoảng thứ tư thứ năm ấy. Đó, thứ tư thứ năm mà nó vượt được quanh cái vùng 1115, thoát ra được cái biên độ tích lũy này thì
cái VN-Index ở trong khung M15 phút nó sẽ có cơ hội là đảo chiều về xu hướng ở khung M15. Khung M15 đảo chiều về xu hướng, khả năng nó tác động dần đến khung đồ thị VN-Index ở trên khung H1. Đó, đảo chiều về xu hướng khi mà nó vượt được vùng 1115, 1116. Đó, nhịp này thì cần nó tích lũy vượt 1115, 1116 thì nó có cơ hội tích lũy lại quanh tầm khoảng 1134, 1135 này. Đó, 1134, 1135. Tích lũy quanh vùng này là ok. Bởi vì càng tích lũy càng lâu thì nó có cơ hội là đâu đó là về đến cái vùng cân bằng bên trên 1140, thậm chí là có thể 1160, 1170. Đó. Cho nên là cái cơ hội đảo chiều về xu hướng ở trong ngắn hạn nào sẽ quyết định tương đối lớn cho cơ hội là tạo đáy sớm ở trong giai đoạn này để tích lũy lại ở trong khung trung hạn. Đó. Bởi vì giai đoạn này mình mới đánh giá về thị trường, dù thị trường có hồi lên đâu đó tầm khoảng 60 điểm hoặc 70 điểm trong giai đoạn tới thì trên kênh trung hạn nó vẫn là trong biên độ tích lũy, biên độ này. Đó. Chưa thể đi lên được ngay. Đó, cho nên là mình mới đánh giá là với kịch bản trong giai đoạn tới thì nó ở trong ngắn hạn thời điểm hiện tại nó có cơ hội một nhịp hồi phục tích lũy lại quanh cái tầm khoảng 1160, 1170 trong 1 đến 2 tháng tới. Đấy chị, trong 1 đến 2 tháng tới. Đó, thì ngay ở cây nến này thì em nhận chia sẻ anh chị, nó về đến cái vùng hỗ trợ, cái vùng trung bình về chỉ số VN-Index lần đầu tiên thì khả năng nó sẽ có cơ hội động lực hồi phục lại một nhịp, tích lũy lại ở vùng này. Nếu cầu vào và thanh khoản dòng tiền vào tốt hơn để vượt quanh những vùng 1160, 1170 thì lúc đó anh chị mới đánh giá về cơ hội tạo đáy quanh vùng này. Nó sẽ sáng. Nói gì? Cho nên vùng này này nhất đánh giá về cái khả năng xác suất mà nó lên bật tăng lên quanh vùng này và lình xình tích lũy và tiếp tục cái kênh tăng trong trung hạn tương đối sáng. Đó. Tuy nhiên thì thị trường nó luôn luôn đúng, mình vẫn phải cảnh giác những yếu tố khó khăn ở trong ngắn hạn giai đoạn hiện tại mà lựa chọn điểm vào và thiết lập được những vùng quản trị rủi ro tốt ở trong trung dài hạn, tương tự như trong những giai đoạn trước này. Nói chị. Đó. Khi anh chị vào được cái điểm mua tốt ở trong ngắn hạn và trung hạn thì cái vị thế của anh chị nó rất thuận lợi trong trung hạn. Đó. Thậm chí là anh chị có thể lướt lát giai đoạn vừa qua, lướt nhiều cổ phiếu, lướt 7 vòng, chục vòng rồi. Đó anh chị. Đó. Vẫn nắm giữ hàng trung hạn nhưng mà ngắn hạn vẫn lướt đâu đó rất nhiều vòng ở trong cái nhịp ngắn hạn, đúng không? Đó, rất nhiều cổ phiếu lướt ở trong giai đoạn vừa qua, ví dụ như VND này, đúng không? VND. Đó, VND này và một số các cổ phiếu khác này, đúng không? Chủ đạo thì mình vẫn nắm giữ hàng ở trong trung hạn, đúng không? Hàng ở trong trung hạn quanh vùng này. Đó chị. Đó, chủ đạo mình vẫn nắm giữ hàng trong trung hạn. Nhưng trong ngắn hạn mình còn lướt được nhiều vòng như này, đó. Lướt được nhiều vòng, đó. Tối ưu hóa lợi nhuận ở trong trung dài hạn. Cũng như là rất nhiều các cổ phiếu khác nữa, đúng không chị? Đó, ví dụ như BSR chẳng hạn trong giai đoạn này, đúng không? Chủ đạo mình vẫn nắm giữ hàng trung hạn quanh cái vùng này. Đấy chị. Đó. Và thậm chí mình lướt được mấy vòng ở trong nhịp này. Đó, để tối ưu hóa tận dụng những cái nhịp điều chỉnh của thị trường ở trong ngắn hạn trong giai đoạn khó khăn thời điểm hiện tại. Đó. Mình lướt ở trong ngắn hạn trước này, đó anh chị. Khi điểm mua thuận lợi trong trung dài hạn. Đó. Ok. Như vậy thì trong cái nhịp này ấy đối với diễn biến của thị trường nó đang mở ra một cái cơ hội tương đối lớn. Tuy rằng là cái tín hiệu xác nhận về đảo chiều nó chưa có, nhưng chúng ta có thể kỳ vọng về cái cơ hội đảo chiều quanh tầm khoảng xác nhận một cái vị thế đảo chiều ở khung M15 và khung H1 dự kiến nó vào tầm khoảng thứ tư và thứ năm. Đó, chúng ta sẽ chờ đợi cái kịch bản này nhá. Đó. Một này, nó lên được quanh vùng này nó sẽ lắc lại một nhịp này, khả năng nó lắc lại một nhịp quanh quanh cái vùng giá tầm khoảng 1105, 1106. Đó. Đó, sau đó này, đó. Thì đây mới là cái yếu tố quan trọng. Động lực hồi phục thì đang có rồi. Cho nên là nó giữ được quanh cái vùng 1185, đó là cái yếu tố quan trọng nhá. Trong thời gian tới là 1185, mình giữ được quanh cái vùng 1185 thì cái vị thế này nó vẫn giữ nguyên được cơ hội. Đó. Còn đâu mất vùng 1185 thì cảnh giác về cái nguy cơ ở trong cái nhịp này này. Vẫn là có thể là lắc lại quanh tầm khoảng 1079, đúng không? Cái lình xình rung lắc tích lũy lại quanh cái vùng 1085 đấy, đó ở trên kênh trung hạn. Vùng này là tốt rồi, đó, trung hạn là cơ hội là tương đối lớn rồi. Cơ hội nhiều hơn rủi ro rồi. Cơ bản thì về quanh vùng này ở trong trung hạn là anh chị nhặt mà giữ lâu dài trong thời gian tới, kỳ vọng ở trong trung dài hạn, kỳ vọng thị trường nâng hạn
cũng như là hệ thống KRX và giao dịch là tương đối sáng rồi anh chị nhá. Đó, nhặt vùng này thì cái cơ hội nhiều hơn rủi ro anh chị nhá. Ok, giai đoạn vừa qua cũng chia sẻ anh chị khá là nhiều cổ phiếu, thì vận động thị trường trong giai đoạn này thì Nhất đánh giá có hai cái nhóm ngành mà yếu tố tích cực nhất ở trong giai đoạn hiện tại mà có cơ hội tạo đáy sớm hơn so với diễn biến của thị trường. Thì trong cái video ngày hôm nay thì em Nhất cũng chia sẻ cho anh chị hai cái cổ phiếu có cơ hội trong thời điểm hiện tại nhé, để cho anh chị tham khảo những cái vị thế. Thì đầu tiên là về cái vận động của các cái cổ phiếu của nhóm ngành bất động sản, phiên ngày hôm nay động lực hồi phục là khá tốt, sau tầm khoảng 3 đến 4 phiên nhiều cổ phiếu là cơ hội tạo đáy ngắn hạn sớm so với thị trường là tích lũy trở lại. Đó, rất nhiều cổ phiếu trên động lực hồi phục lên như KBC này, cũng như là DXG này, cũng như là cổ phiếu LLG này. Đó, đa phần các cổ phiếu bất động sản đang hồi phục tương đối tốt cho cơ hội tích lũy lại. Thiếu cái yếu tố là lực cầu và quyết liệt thôi. Đó, lực cầu và quyết liệt thì nếu giả sử như thị trường thay đổi được cái xu hướng trong ngắn hạn thì Nhất đánh giá là lực cầu nó sẽ vào sau so với thị trường. Đó, đây là phiên tầm khoảng 3 phiên gần đây bất động sản là khá tốt. Đó, thì phiên ngày hôm nay thì có một số cổ phiếu là vẫn còn là loanh quanh vùng mua và vùng có thể kiểm soát được rủi ro trong ngắn hạn thuận lợi. Đó, thuận lợi ở chỗ là những cái điểm mua của anh chị nó phải có cái vùng kiểm soát rủi ro hấp dẫn. Đó, tương tự như trong giai đoạn trước này, ví dụ như một số cổ phiếu Nhất cũng nhặt trong nhịp hoảng loạn là phiên ngày mùng 1 tháng 3 này nhá. Phiên ngày mùng 1 tháng 3 đó là cổ phiếu SSI này. Đó, để Nhất ví dụ một cổ phiếu để anh chị hiểu là cái vùng mà nhặt thuận lợi nhá. Đó, cái vùng mà có thể thiết lập được vùng quản trị rủi ro nó hợp lý. Đó, như phiên mùng 1 tháng 3 lại bắt SSI cũng như là rất nhiều các cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán này. Đó, SSI, SHS, VND là đâu đó hầu hết cái nhịp đó là đều bắt trong cái phiên này. Đó, cái nhịp mà bắt đầu thay đổi về xu hướng ở trong ngắn hạn. Đó, anh chị nhặt ở những phiên như này anh chị có cái vùng kiểm soát rủi ro nó tầm khoảng 3-4% thôi. Nhưng anh chị có cơ hội là giữ lâu dài. Đó, ví dụ như cổ phiếu SSI mua ở đây này, điểm cắt lỗ 3-4% để nắm giữ đến thời điểm hiện tại. Đó, thì những cái điểm mua tốt như này mà thay đổi về xu hướng ấy, đó, anh chị có cơ hội nắm giữ lâu dài và thậm chí là có thể là vị thế thuận lợi cho anh chị lướt cả T0 và T cộng, hoặc chấp nhận được những cái nhịp điều chỉnh của thị trường trong trung dài hạn mà không sợ về cái giá anh chị mua. Đó, đây VND cũng vậy, cũng mua cái phiên này đây nhá, VND này cũng mua cái phiên này gia tăng. Cái nhịp này đối với VND là gia tăng bởi vì cái điểm mua của VND này Nhất phím anh chị từ đây này. Đó, trong room chung dài hạn thì nắm giữ từ đây. Đó, 24 tháng 11 là chính là cái phiên này này. Đó, và tiếp đến là những cái điểm mà lướt sóng này, bán 50% này, mua lại 50%, bán 50%, mua lại 50%, bán 50%, mua lại, bán mua. Đó, cơ bản thì anh chị nắm giữ được cái điểm mua tốt ấy, anh chị có thể là lướt được sóng ở trong những cái nhịp ngắn hạn, thậm chí là lướt cả trong T0, T cộng, thậm chí là anh chị có thể là đâu đó là kiểm soát rủi ro trong ngắn hạn tương đối thuận lợi bởi vì mình có cái lượng hàng có sẵn. Nếu rủi ro trong T0 mình còn bán luôn cái hàng có sẵn ở trong danh mục đi. Đó anh chị. Đó, cho nên là cái vị thế khi anh chị mua được điểm mua tốt thì nó sẽ có nhiều cái thuận lợi như vậy. Đó anh chị. Đó. Thì điểm mua tốt là điểm mua vừa có thể thiết lập được vùng quản trị rủi ro trong ngắn hạn, vừa có thể là giữ được trong trung dài hạn mà không sợ bị thị trường nó lắc. Đó. C2I cũng vậy, giai đoạn hiện tại thì room khuyến nghị của Nhất thì vẫn đang nắm giữ. Đó, C2I này, đó anh chị. Đó. Đó, quanh cái vùng 11 tháng 11.2 cơ, 11.2 là quanh cái vùng bên dưới này này. Đó. Đó, quanh cái nhịp này này, đó anh chị. Lướt C2I cũng nhiều vòng rồi anh chị nhá. Đó. Và đối với cổ phiếu C2I cũng chia sẻ anh chị thời gian gần đây rồi. Anh chị nào mà xem những cái video trước thì khả năng anh chị có thể liều nhặt được quanh vùng 15. Đó, và Nhất cũng có phím rất nhiều anh chị là quanh giá đâu đó tầm khoảng 15. Đó, 15 anh chị cứ nhặt mạnh dạn nhặt trước một phần tỷ trọng trong giai đoạn này, bởi vì đây là nó là nền tích lũy của CII rồi. Nó về đến cái vùng mà nền tích lũy đáy này. Đó. Thế là trong cái buổi ngày hôm nay thì hai cái nhóm ngành cổ phiếu đâu đó động lực kéo thị trường thì Nhất chia sẻ và phím cho anh chị hai cổ phiếu có vùng kiểm soát rủi ro vừa phải. Đó. Và đâu đó là nếu giả sử như có rủi ro thì anh chị cũng không thiệt hại nhiều. Nên nhá.
và anh chị mua càng cao thì cái việc mà thiết lập vùng quản trị rủi ro, tỷ lệ risk reward, cái tỷ lệ lời trên lỗ nó càng cao đó. Thì trong giai đoạn hiện tại vẫn là nếu phần nhóm ngành bất động sản thì Nhất chia sẻ anh chị về cổ phiếu CII đó. CII vùng này vẫn là vùng anh chị có thể nhận được, bởi vì trong 3 phiên 4 phiên gần nhất, phiên này tăng trần, thanh khoản gia tăng, phiên ngày hôm nay cũng có lực cầu gia tăng này, và thậm chí là quanh vùng trung bình về giá của CII trong vòng 1 năm gần nhất quanh cái vùng này đó. Và thậm chí là nền tích lũy đáy, trước đó thì kết thúc xu hướng giảm, biên độ tăng giá tốt, thanh khoản gia tăng tốt này, nhịp điều chỉnh nhưng khối lượng bán ra ít là yếu tố tích cực cho cơ hội là tạo đáy và trên kênh tăng trong trung hạn đó. Thì có thể phòng thủ được những cái cổ phiếu mà nó đã chiết khấu sâu và chỉnh sâu về cái nền tích lũy ở trong trung hạn đó. Thì vùng này lý do tại sao mà Nhất chia sẻ anh chị, bởi vì nó có cái vùng kiểm soát rủi ro nó vừa phải, nó không thiệt hại nó quá nhiều đấy chị. Nếu giả sử kịch bản xấu, nhưng nếu cơ hội bắt đúng vùng có khả năng đảo chiều về xu hướng trong cả ngắn hạn và trung hạn, thì cái phần thưởng anh chị trong trung dài hạn vị thế nó là tương đối thuận lợi. Như em Nhất chia sẻ vừa xong đúng không, có rất nhiều cái yếu tố thuận lợi đó. Thì CII thì phiên ngày hôm nay thì room khuyến nghị của Nhất là có nhặt ở những lúc mà nhịp thị trường đang lắc giá đỏ này, giai đoạn này thì Nhất ưu tiên là lắc giá đỏ đó. CII thì đâu phím anh chị cũng nhiều rồi đúng không chị đó, chứ không phải là phiên ngày hôm nay phím anh chị, nó vẫn còn cơ hội, vẫn còn là vùng mua thì chia sẻ anh chị đó. Nhân vùng này, cái vùng kiểm soát rủi ro của CII là quanh tầm khoảng 14.8 đó. 14.8 thì thậm chí nếu giả sử anh chị mua ở quanh giá 16 đi, và thậm chí là nếu giả sử rung lắc được quanh tầm khoảng 15.7-15.8, nhịp này Nhất đánh giá là khả năng nó vẫn có khả năng rung lắc quanh tầm khoảng 15.5-15.6 là vẫn còn đó. Cho nên anh chị cứ bình tĩnh nhặt làm sao trung bình được 15.8-15.7 là tốt bởi vì 15.7 mà có cái vùng cắt lỗ 14.8 thì như vậy thì mất 9 line tương đương với đâu đó tầm khoảng cũng phải về vào 6% đó, 6% đúng không, 6% là chấp nhận được đúng không? Đó, còn đâu nếu mà chủ động ấy, chủ động thì anh chị phải nhặt ở phiên ngày hôm nay đó, ở phiên ngày hôm nay 15.4 đúng không, quanh 15.4 này, 15.3-15.4, hôm nay thấp nhất là có giá đâu đó là 15.3 luôn đó, 15.3-15.4 đó, cộng trừ một vài like cũng không quan trọng, quan trọng là vùng này nó có cơ hội đảo chiều thì anh chị nhặt, nói chuyện anh chị nhặt đó. Thì anh chị nếu mà mua 15.4 như cái room khuyến nghị của Nhất mua phiên ngày hôm nay ấy, đó thì anh chị có cái vùng kiểm soát rủi ro nó phù hợp này, 15.4-15.5 thì cái vùng cắt lỗ của anh chị tầm khoảng 14.8 thôi, nói chuyện 14.8 như vậy thì nó tương đương với tầm khoảng bao nhiêu này, 15.4-14.8 là tầm khoảng 5 like 6 like đúng không, 6 like mà so với giá 16 thì tương đương với tầm khoảng 3% đó. Đó, như vậy thì room khuyến nghị của hôm nhất của Nhất và anh em trong team hôm nay là bắt được đâu đó là vùng kiểm soát rủi ro là tầm khoảng 3% cho cơ hội bắt kỳ vọng là đảo chiều về xu hướng ở trong giai đoạn này đó. Đó. Hôm nay thì không phải riêng CII anh em mua nhé, và trong thời gian vừa qua Nhất chia sẻ anh chị khá nhiều rồi đó, room khuyến nghị của Nhất cũng nhặt đâu đó là các cổ phiếu này rồi đó, CTS để phím anh chị giai đoạn vừa qua rồi, về đến trung bình giá của 1 năm đến 2 năm gần nhất rồi đó anh chị, MSB cũng vậy đó anh chị, anh chị mua được đúng cái điểm mua này là ngon rồi trong một vài phiên trước này đó anh chị đó, cũng như là khá nhiều các cái cổ phiếu khác nữa, FCN này đúng không anh chị, mua cái phiên này đặt cắt lỗ nó vừa phải thôi anh chị. Đó, cho nên là CII trong giai đoạn này thì lắc tầm khoảng đôi ba like thì anh chị có thể nhặt được, hoặc là anh chị nhặt luôn 20-30% mình lắc thêm đâu đó tầm khoảng 15.6-15.7 anh chị mua, đặt thiết lập vùng quản trị rủi ro ở đây 14.8, đánh một nhịp lên trước mắt thì ngắn hạn lên quanh cái tầm khoảng 18.8-19 đã, như vậy thì tầm khoảng 3, như vậy thì tương đương với tầm khoảng 15% đó, vùng cắt lỗ 3-5% để cho cơ hội anh chị ăn 5-15% thì cái tỷ lệ risk reward, cái tỷ lệ lời trên lỗ nó là bao nhiêu, 1-3 đúng không, nếu tôi mất thì tôi mất 1, tôi được thì tôi được 3, thậm chí nếu giả sử những lực cầu tốt ở trong giai đoạn này đó,
thị trường đảo chiều về xu hướng luôn ở trong giai đoạn này, anh chị có thể cầm nắm giữ luôn trong trung dài hạn, tương tự như một số cổ phiếu giai đoạn vừa qua nhất có vừa chia sẻ anh chị này, đúng không? Nó lên cả, nếu mà hấp thụ tốt nó đảo chiều về xu hướng nó đi lên luôn. Đó, đó là cổ phiếu bất động sản nhá. Đó, bất động sản thì rất nhiều cổ phiếu có cơ hội, nhưng hôm nay thì Nhất phân tích về cái cơ hội về cổ phiếu CI. Đó, còn đâu đấy anh chị nào mà chưa có room khuyến nghị đồng hành, lựa chọn những điểm mua thuận lợi và phù hợp, nó có thể kiểm soát rủi ro tốt ở trong ngắn hạn và cơ hội trong trung dài hạn, thì anh chị có thể liên hệ với em Nhất cũng như là anh em trong team nhé, để đồng hành cùng anh em trong team trong thời gian tới, quản lý danh mục giúp anh chị một cách rõ ràng và cụ thể như này anh chị nhé, điểm mua điểm bán, thống kê cho anh chị, cắt lỗ chốt lời một cách cụ thể đó, và giúp anh chị tối ưu hóa lợi nhuận và hạn chế rủi ro thị trường sập này anh chị nhé. Thị trường sập như anh chị có những cái vùng kiểm soát rủi ro thì cái thiệt hại nó cũng mà vừa phải, nó không lớn, mà mỗi khi mình ăn thì phải ăn được nhiều nhất, kiếm được nhiều nhất anh chị nhé. Rồi, đó là về cổ phiếu, một trong những cổ phiếu bất động sản giai đoạn hiện tại. Đó, cổ phiếu thứ hai mà giai đoạn này Nhất đánh giá là có thể phòng thủ được đối với các cổ phiếu như cổ phiếu trụ là cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng. Đó, ngân hàng thì cũng đã làm một cái video chia sẻ anh chị top những cổ phiếu ngân hàng mua khi chỉnh. Đó, top những cổ phiếu ngân hàng mua khi chỉnh, đúng không? Làm cho anh chị tầm khoảng 3 phiên chuẩn bị trước kịch bản thị trường chỉnh, anh chị sẽ mua cổ phiếu nào đối với cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng. Về giai đoạn hiện tại thì nhiều cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng nó đã chiết khấu về đến vùng trung bình về giá của cổ phiếu ngân hàng xuyên suốt trong vòng một năm vừa qua, đúng không anh chị? Chia sẻ anh chị về điểm mua TV Bank quanh vùng Kijun 65 là trung bình giá của nhà đầu tư một năm gần nhất. Điểm mua về cổ phiếu MSB chia sẻ anh chị đâu đó là tầm khoảng 3 đến 4 phiên trước, và room khuyến nghị của anh em mình nhặt rồi nha anh chị nha. Room khuyến nghị của anh em là nhặt MSB ở đây rồi này. Đó, nhặt TV Bank ở đây rồi này. Đó, thì Nhất cũng có chia sẻ cho anh chị, đúng không anh chị? Rồi, và một số cổ phiếu khác nữa. STB này, đúng không? STB thì nhặt rồi. Đó, MSB rồi, xem giai đoạn này thì Nhất có chia sẻ anh chị BIDV, đúng không? BIDV này, quanh vùng này anh chị cứ nhặt dần về quanh cái vùng này là vùng hỗ trợ, đó anh chị. Đó, thì cái giai đoạn này thì nhiều cổ phiếu đã hồi lên rồi. Đó, nhưng nó vẫn còn cơ hội một vài cổ phiếu. Đó, vẫn còn cơ hội. Đó, giai đoạn này thì những cái điểm mua cổ phiếu mà vẫn có thể kiểm soát rủi ro nó hợp lý ấy, thì có cổ phiếu SHB, đó chị. Đó, thì SHB thì nhìn chung ấy về cơ hội tạo đáy tầm khoảng 10 đến 11 tháng trước là đã tạo đáy rồi, đó chị. Đã tạo đáy rồi. Và lực cầu thanh khoản gia tăng tương đối mạnh đối với dòng tiền lớn rồi, đó chị. Đó, và nhịp điều chỉnh này giảm mạnh nhưng mà khối lượng thanh khoản thấp, cho thấy là cái áp lực bán ra của dòng tiền lớn là không nhiều. Và bên cạnh đó thì kênh xu hướng đối với SHB chưa mất cái vị thế tạo đáy và chưa mất kênh xu hướng tăng ở trong trung hạn. Giai đoạn này thì SHB nó chạm cái vùng mà trung bình giá của nhà đầu tư trong vòng 2 năm gần nhất. Đó, nhà đầu tư nằm đỉnh này, mua đáy này, cưa đôi ra thì đây là cái vùng áp lực tiếp cung tương đối lớn đối với lượng hàng trong trung hạn cũng như trong dài hạn. Đó, và là vùng cản ở trong ngắn hạn. Đó, cho nên vùng này nó là cái vùng cản, nó điều chỉnh tích lũy trở lại cũng là hoàn toàn bình thường trên một kênh xu hướng tăng. Đó, tăng tương đối mạnh giai đoạn vừa qua rồi thì nhịp này nó đang là cái nhịp tích lũy lại. Đó, từ giá 6 mà lên đến giá 13, như vậy nó bật tăng được hơn 100% rồi. Thì cái nhịp này nó điều chỉnh 20-30% là chuyện bình thường, đúng không chị? Đó, và áp lực bán ra là không nhiều, thì vùng biên tích lũy bên dưới là vùng mua. Đó, có hai vùng mua này. Một, nếu anh chị chủ động, kể cả kịch bản thị trường có xấu đi chăng nữa thì chủ động thì 9.8 là chủ động được. Nhưng nếu kịch bản thị trường nó hồi phục lên luôn mà nó tạo đáy sớm thì chúng ta phải mua những cái điểm mà bị động theo diễn biến của thị trường chung. Đó, thì trong giai đoạn này thì ở trong khung ngắn hạn, khung ngày thì nó đang có một cái vị thế là phân kỳ RSI đảo chiều về xu hướng. Yếu tố thứ hai trong giai đoạn hiện tại là nó có lực cầu thanh khoản gia tăng. Yếu tố thứ ba là có vùng kiểm soát rủi ro phù hợp. Đó, cho nên trong giai đoạn hiện tại anh chị nhặt đối với cổ phiếu SHB thiết lập vùng quản trị rủi ro quanh vùng giá 10.1 là chấp nhận được. Đó, anh chị nhặt quanh 10.5, 10.6 anh chị nhặt được. Nó tương tự như cái cổ phiếu gần đây Nhất là em Nhất chia sẻ anh chị là cổ phiếu EIB, đúng không? Đó, EIB thì room khuyến nghị của Nhất nhặt phiên này rồi. Đó, thiết lập vùng quản trị rủi ro ở đây. Đấy chị.
Đó, hôm nay nó chạy rồi. Đây nhá. Đối cổ phiếu EIB này cũng có phím anh chị ở trên livestream đúng không anh chị? Đó. Đó, cho nên là anh chị này, bây giờ nhất có thể là rời vùng cắt lỗ lên đây được rồi này. 16.8 rồi rời cắt lỗ lên đây này. Để cơ hội đó nó tích để lên target là quanh ngắn hạn quanh vùng này, nếu giả sử cầu nó vào tốt mà thị trường tạo đáy sớm thì có thể là giữ được. Đó. Nó có thể là nó lắc về quanh vùng này thôi. Chạm cản này, trung bình giá 1 năm đến trung bình giá 2 năm thì nó điều chỉnh về đây. Đó. Thì trung bình giá thì khối lượng ở đây nó cũng nhiều. Rồi anh chị. Khối lượng bắt đáy thì cưa đôi ra thì trung bình giá ở đây thì cái vùng tầm khoảng 19 là áp lực tích cung nó sẽ lớn. Đó. Khả năng lình xình rung lắc tích lũy ở đây một nhịp. Nhưng với cái giá mua tốt rồi, chấp nhận được cái nhịp rung lắc. Đó. Ví dụ như vậy thì cổ phiếu mà SHB cũng vậy. Đó. Có thể là chấp nhận được cái nhịp rung lắc quanh tầm khoảng 11.6 đến vùng 12 được thì có thể là giữ luôn trong trung dài hạn cho cơ hội trong trung hạn đấy chị. Đó, nó cho cơ hội là sau nhịp tích lũy này đối với SHB nó tiếp tục kênh tăng. Đó. Tuy nhiên thì tùy thuộc vào diễn biến thị trường anh chị vẫn phải kiểm soát rủi ro nha. Một là mình chấp nhận mất ít, hai là mình ăn nhiều, ba là có thể mình ăn một nhịp trong ngắn hạn này nha. Đó về cổ phiếu SHB. Ok, hy vọng là những cái chia sẻ của em Nhất hữu ích dành đến cho anh chị. Và nếu anh chị có ăn nhớ donate mời em Nhất ly cà phê nhé, để khích lệ tinh thần em Nhất cũng như là anh em trong team ở trên kênh YouTube này. Đó. Chúc anh chị giao dịch thành công. Ok, anh chị theo dõi livestream anh chị nhớ giúp em Nhất một like và thả giúp em Nhất một quả tim ở bên dưới phần bình luận cũng như là phần top chat nhé, để ủng hộ cho kênh cũng như là giúp cho kênh và anh em trong team anh chị nhé. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Anh chị nhớ like cái video này và thả giúp em Nhất một quả tim ở bên dưới phần bình luận nếu anh chị thấy cái sự chia sẻ là hữu ích anh chị nhé. Ok, bên cạnh đó thì anh chị nào mà chưa tham gia room khuyến nghị, anh chị có thể đồng hành với em Nhất bằng cách là liên hệ với em Nhất qua số điện thoại ở trên màn hình để tham gia room khuyến nghị và quản lý danh mục cho anh chị ở trong trung và dài hạn. Nó tương đối hữu ích đối với anh chị nào mà bận rộn không có thời gian bám sát thị trường, đặc biệt là anh chị vướng vào cái tâm lý gồng lỗ và chốt đời lon đó. Thì nếu anh chị quen biết những ai như vậy thì có thể kết nối giúp em Nhất anh chị nhé. Ok, anh chị nhớ đăng ký kênh anh chị nhé. Cuối cùng thì hôm nay thì em Nhất làm cái video thì hy vọng là chúng ta ngày mai này có thời gian giao lưu với nhau livestream thì nó sôi động hơn anh chị nhé. Ok, cuối cùng thì cảm ơn anh chị đã quan tâm lắng nghe và đặc biệt em Nhất cảm ơn anh chị like và thả tim ủng hộ em Nhất anh chị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào những video livestream sau. Xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.